Mình dưới này. Để hành phi vô. Chán hành phi này không? Hành phi. Đó. Để vô cho nó không. Ủa quên tỏi phi. Canh cua thì phải xài tỏi phi. Cá chín nè cả nhà ơi, bây giờ con ít ớt vô nha. Còn miếng tiêu vô nè. Đó, là rồi. Rồi món cá kho nha cả nhà. Chào cả nhà. Nay thằng mua một con cá nè, thằng chưa thấy mặt nó luôn á, ta để vô bao cho thằng nè. Hình như nói con cá này là 6 ký mấy á cả nhà ơi. Trời ơi. Con cá. Ôi ôi con nào mẹ. Wow, cá này cả nhà ơi, thôi ăn ngã nào cho hết đây. Trời ơi. Hết sức cái đầu nó cả nhà ơi. Quá trời ơi. Con cá này là định là chiên ăn với rau cải với cái gì mắm gừng rồi Bi thì nói là nướng sa tế, định làm hai món cả nhà ơi, mà bây giờ nó bự quá, thấy mặt nó bự quá trời. Bi cầm lên coi chừng nha con. Ừ, nằm hai ôm sát vô nghe, để cái nó còn ngậm nha con, ôm sát nó vô. Không được hả? Nó mạnh lắm. Mạnh lắm hả? Coi chừng nó dậy nó nghe, rồi con bắt nó bỏ vô thùng mày. Để cái thùng vô cho nó bò vô. Bỏ thùng, đâm thùng cho nó bò vô. Vô. Không, cái thùng nó như này nó nhìn nhỏ quá. Kính đại vô đi con. Kính đại vô đi. Kính người nó vô. Bỏ trời cả nhà ơi. Thằng mà có chỗ là thằng sẽ nuôi con cá này liền á. Nuôi đi. Không có chỗ. Cái hồ nhà mình á. Ôi kìa, xong lật người ta lại. Lật lại. Cá này thấy thương quá mà nhà thằng thì có cái hòn bộ. Mà nó vô đó, cái nó quẩy đuôi vô hòn nó bộ là nó chết rồi cả nhà. Chứ đáng lẽ là cá nó hàng này hàng nuôi luôn á. Bị ôm giống con em bé không? Ồ, đó thấy chưa. Rồi nước vô à, chặt cứng luôn rồi. Đó, có nước vô ngáp ngáp rồi kìa. Cá này cả nhà, hàng cá cho làm hai nè. Hồi nãy có nóng nước sôi á, trụng rồi nè. Đó, bây giờ trắng tươi nè, hết nhớt rồi nè. Hàng có nóng nước sôi, cái hàng đổ lên nó nè. Hàng cạo qua từ nãy giờ nè, cạo 2-3 lần rồi. Bây giờ khúc này nè là hàng đem nóng ăn chua. Tại vì nay nấu cho bên Hải với bên bữa nay có nhường đồ về cả nhà. Rồi giờ thằng nấu cho mấy đứa em nó ăn luôn. Hải nhường mực rồi đó. Thì mấy đứa nó qua đây ăn thì qua, không qua thì nó về bển. Tại vì nó mắc làm cái chuyện á, cái giờ nào nó ăn ăn thình ra nhà ở đây ăn, chừng nào ăn. Còn nó thì để cho nó riêng vậy đó. Xử cái đầu cá này là mệt luôn cả nhà. Làm xong con cá này là mệt luôn. Chơi đó. Con cá này nè, nó hay có hai bên này nè cả nhà, hai bên cái thắt nó, hai bên này nè, nó có hai cục máu. Một hồi là bằng hàng phải lấy hai cục máu đó ra. Chà, nó lại thêm một lần nữa. Tại vì cái này thì thằng nãy thì thằng cũng đã trụng sôi rồi, nhưng mà tại vì chà muối lời thêm đi, chà muối cho nó tập thêm cái này. Đầu quá trời cái đầu rồi, đầu nó mình hết hồn không. Cũng cá cả nhà ơi. Làm cá này là mệt lắm. Trà muối rồi nè. Đó, trà muối rồi sạch sẽ cái nè. Không có một miếng nhớt gì chân. Cá này. 6 cái mấy là một xịa luôn nè cả nhà. Quá trời. Mình đi ghé cả nhà ơi. Mình đi nấu. Bữa nay hết củi rồi à, phải xài bếp ga cả nhà ơi, củi bị ướt hết trơn rồi. Ừ.
Này bầm tỏi ớt cả nhà ơi. Bầm tỏi ớt bỏ vô trong cá nha. Này thằng bỏ vô cá luôn. Mình ướp luôn. Quá trời quá. Bữa này bự quá. Để hồi cho nằm dưới đây. Màu đường 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 vàng nữa cho nha, mình cho vàng xíu nữa, dớt kìa, ướp nè, ướp cá nãy giờ rồi nè, nó thấm rồi nữa, thì giờ thằng đem đi kho nha cả nhà, đây giờ thằng dớt tỏi ra, nha, mày để vô cái chảo này mình kho luôn. Trời cá nè. Thịt như vậy nhất. Cá xanh rồi cả nhà ơi, giờ hàng đổ vô nha. Để cái nước ướp này nè. Đây. Chút xíu nữa nó săn, chút nữa hàng cho thêm miếng nước nữa. Tại cá này bự quá. Nên mình phải cho thêm nước. Khôi. Nước sôi cả nhà ơi. Giờ để cái đầu nó vô nha. Ừ, đây, nguyên cái đầu đây. Rồi, đầu vừa y luôn, cá son. Vừa y luôn á cả nhà ơi. Bây giờ mình cho thêm 2 khúc nữa nha. Mình ngồi nữa chắc để 1 khúc ở nhà ăn à, còn cái đầu với 1 khúc thì đem qua bên kia ăn quá. Đó. Trời ơi. Con cá này nhìn thấy hết hồn vậy chứ. Này này cái chút xíu nó thằng cá thằng làm kỹ lắm á nha, hồi nọ hồi sáng á, là trụng nước sôi đó, cạo xong á, là phải đem đi rửa lại bằng nước muối đó. Mềm chín nãy giờ mà tại mình cho nó càng cạn xíu cái này à, ớt nó khiểm với hành mình cho vô luôn cho nó ngon. Rồi cá không là đậu gì luôn á cả nhà. Giờ hàng cho muỗng hai, cái này nó có chua nha. Đường. Ít muối. Mình nêm từ từ vô cả nhà ơi để nêm nhiều quá tí. Ăn hết. Cái kia vậy nó mặn rồi. Xíu bột ngọt. Nãy nhìn cũng dạo me rồi thôi. Dạo thêm nấu nãy giờ là cá gần chín rồi. Này nấu bếp này luôn, bếp ga
luôn cho bếp củi của bếp nhạc cho ăn không? Ừ. Chua dạ. Chua lắm, chút xíu nữa mẹ gọt xong rồi mẹ rửa sạch rồi hai cho con ăn nha. Ừ. Ăn không? Nguyên chào cả nhà coi. Sát vô luôn. Cá chín rồi nè cả nhà ơi, bây giờ con ít ớt vô nha. Còn miếng tiêu vô nè. Hôm nay nấu nhiều à, nấu gần cái khóm là nấu hết luôn. Nấu hết cái khóm luôn. Nấu cho bên kia ăn nữa. Cha nấu hết luôn, thằng để này vô chứ không để mấy chi vô sau nha. Để vô rồi, chứ nó đập tỏi để sao nó quên cho muối nữa chứ, chút nó cho sao luôn. Trời ơi, hai thứ cá, trời ơi, nó nằm chồng lên nhau luôn rồi. Chạy nó đi, chín từ từ, giờ thằng cho nước muối vô nè cả nhà. Tại vì mình cho nó chút muối vô đừng cho nó dính chảo á. Đập tỏi để vô nguyên cái đầu nè cả nhà ơi. Trời ơi, nấu nãy giờ lâu lắm rồi, chín hết rồi, rụt hết rồi đó. Hai khoanh cá nè đó, chưa dữ dằn luôn. Mình cho hết nhiêu đây vô nha đó. Cái này là cái này thằng bào mỏng lắm, không có phải mà sắc bự bự nha, cho nên thằng đổ vô vậy là nó muốn chín rồi đó. Đổ tiếp ba cái rau này vô. Sắc gạo thơm chưa Bi? Sắc cho mẹ gạo thơm đi. Cái này là mấy cái này mau chín lắm. Đó. Chín hết rồi đó. Chàng cho rong nhúc vô nữa nha. Rong nhúc cho hàng, cho rau niêm vô nữa là vừa. Rong nhúc cũng mau luôn nữa. Mình để vô là mình tắt bếp liền, rau nhúc mà để lâu là nó cũng ngon. Rồi sắc rau niêm chứ đúng không? Rồi xong. Chính là nó cái này. Đó, khóm. Mình nấu cho hết một cái khóm này. Khóm, rau nhúc giá. Giá nằm dưới à. Mỗi lần mình để vô vậy là chín rồi. Mình để rau thơm vô. Để ớt vô luôn. Để vô cho nó thơm. Ủa quên tỏi phi. Canh cua thì phải xài tỏi phi. Cẩn thận nha. Nãy mình để ít muối vô á, cái chiên nó giòn gụm này. Rồi bây giờ mình đi đập tỏi để vô nha, cho nó thơm. Canh chua cả nhà ơi. À, cái đầu để lại cho bên kia rồi, cho chiều cho bên Hải đồ này kia ăn này cả nhà ơi, chứ ở đây ăn ngán lắm. Ăn hết đâu. Giờ ăn mấy khúc thịt thôi. Đây còn này là cá kho nè. Thằng kho rồi nè nha. Trời ơi, nhìn cũng hấp dẫn quá nè. Còn này cá chiên nha cả nhà ơi. Cái này cá chiên, cá chiên mình ăn với rau cải. Đây, rau cải với mắm gừng nha. Cá chiên thêm rau cải mắm gừng. Rồi. Mời cả nhà. Ăn đi mẹ. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cá chiên. Bẻ ra con, lấy tay bẻ khúc khúc ra. Đó, thằng này làm luôn. Cho nó gọn. Ví dụ nguyên để dứt. Ngon không? Ngon. Cái này ngon. Ngồi xích vô con. Ngồi xích vô. Ừ. Mê canh chua lắm. Trời ơi, có canh chua là ăn liền. Cha ăn canh chua là ăn tới no thôi nha cả nhà. Bình á. Ngon Bi. Cá chê á. Ăn cái đuôi luôn à. Đuôi giỡn chứ. Ừ.
cả nhà ơi, cá chê nha, cá chê chiên ăn chấm mắm gừng. Ăn miếng cá chê chiên nha, nó dai tính đổi vậy nè. Trời coi da không luôn. Cái đuôi thì nó có da không mà nó không có thịt. Ăn miếng này hơi mặn dữ rồi nha. Ừ, cái rồi. Giờ mở mở cái nhà. Nó ăn cá, không có bề không? Có bằng Sam Giang vậy đó nha. Như là có mua nữa cái thịt thằng đang kho dưới cho bé bằng. Nó da dày đi ơi. Thịt nó dài. Đúng thịt này em con. Mày lấy ha. Dạ. Béo quá. Bé bệnh á thì chỉ có ăn thịt của con cá thôi. Chứ cái da là không ăn. Này con, miếng nữa. Rồi cá kho nhìn hấp dẫn quá, ăn miếng thử đi. Mẹ ăn thử đi mẹ. Nhìn cũng ngon dữ nè. Ngon ạ. Có lý. Có lý cả nhà ơi. Anh làm tới 6 khứa nhưng mà ăn 3 khứa. Để cho bên kia 3 khứa. Thấm hả? Thấm mà béo. Ăn đi, cái kho con. Mày gấp cho. Ăn cái béo hình như con cá thì. Ngon hay mẹ hả? Béo mà nó thơm. Trời ơi, đã lắm. Thử đi. Dạ, ăn đại không? Cá này không có ruột, cá kia nó nha. Muốn cái ruột cà phê luôn à. Ừ, cái gan. Muốn cái ruột cà phê luôn. Cá này tôi còn uống thấy bảo tử. Hả? Dạ. À, hai chén để hai cục thịt quá mà. Nãy bây giờ anh Hải làm ăn hết mệt lắm, đánh luôn lăn luôn. Cái bụng hả? Cái bụng. Ăn hết nổi rồi, ăn ngon ăn hết nổi. Lúc nào? Cái bụng sao tám giờ? Lúc hồi nãy mới lấy thuốc bệnh hả? Đã lấy nhà ăn cơm, cái gì ăn cơm mà còn bánh bông lan. Hai cục thịt bỏ chứ còn
Cái giá vậy nè. Ăn ra kìa rồi. Cái dần bụng chặt mắm gừng ha. Ăn tới. Vậy đây nè. Quá trời. Nó thơm cơm. Duyên đem lên ăn từ từ, cái nhà cháu nóng tại cái chai này mà mình để nó hơi nguội, nó ngon, nó ra mình ăn cái đuôi trước, cái khúc giữa này đem lên mình ăn tiếp nóng nóng vậy. Nóng là mình ăn cơm chứ ăn đồ ăn thôi. Xé không được luôn. Không cắt gỗi hay cái sao cả. Không dạ. Không được luôn. Đây nhà ăn mới đã cái nhà mới dây nhắc nè. Còn phút nướng sắp tới đến rồi. Ngày mai nướng sắp tới. Cả bữa. Ăn bên này rồi qua, ăn qua tới bên nhà Hải luôn á. Nhiều khi hàng muốn cá bự bự vậy. Ấy cho anh em ăn. Nấu rồi cái hồi kinh qua bánh ăn. Vô. Cho đỡ ngán. Thôi ăn rồi chạy bên phụ nữa. Không thở, ấm ra sớm. Nó ra trễ cái nhà. Cho nên nó ra nó làm một chút xíu à. Xíu cái thấy gọi rồi. Hết ngày, cái về. Mắc công chuyện gì không. Tâm thì tính kỹ. Nào làm chạy im đàng hoàng nó mới chịu. Còn không chút gì lên tâm phải sửa.
Giờ má có nhồi. Giờ ăn bò hết rồi. Ừ. Còn quá rồi. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà.